Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm tất cả các bạn một clip Tulen. Tulen thì nó không còn xa lạ với tất cả các bạn đâu, nhưng trong clip này sẽ có một cái điều rất đặc biệt, đó là khi hai YouTuber đang làm clip đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào. Bên kia thì có bạn Thôn, có một tên là YouTube, nhưng mà mình cũng biết bạn đấy là làm cách nào. Nhưng mình đánh giá rất cao khi bạn đấy nếu có làm YouTube nhưng làm một cái mức rank cao thủ cao sao này, thì đấy là một cái điều rất tuyệt vời đối với khán giả của bạn đấy. Bởi vì khán giả của bạn đấy được xem những trận đấu đánh cáo thực thù nè. Đấy, chứ không phải là làm những cái đánh bạch kim, đánh vàng vào lòe khán giả các bạn ạ. Đấy, cho nên đánh giá rất cao của bạn bên kia. Thì trận đấu này thì để xem mình cầm tôi lên rừng đối đầu với Thôn xà thủ bên kia thì sẽ như thế nào nhá. Ví dụ mà có thọt hoặc có biến hay thì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Rồi, clip này thì ngoài cái việc đối đầu đấy thì mình cũng sẽ muốn nhấn mạnh cho các bạn một chút về vị tướng Tulen này ở trong combat tổng hoặc trong combat thì nó sẽ chơi như thế nào. Bởi vì mình nghĩ cách combo thì ai cũng sẽ biết rồi. Thì mình sẽ nhận về cái nâng cao của nó, đó là về cái vị trí combat hoặc combat nó sẽ ra sao hoặc như thế nào. Ở trong những clip Tulen trước đây mình đã hướng dẫn các bạn, thì mỗi lần các bạn có chú ý chủ đích hoặc là các bạn đi gánh thì bắt buộc sẽ như nào ạ? Thì bạn sẽ phải tích cho mình ít nhất là 3 cái nội tài. Đấy, như cái pha này thì mình có 2 cái nội tài, những khả năng ra để đường thì hết rồi. Thì đây cái điều gọi là bất đắc dĩ đó các bạn ạ. Rồi, đây là một cái pha phản gánh các bạn nhé. Đấy, xuyên suốt trong cái giai đoạn vừa rồi thì các bạn thấy mình như nào ạ? Chơi Tulen, chúng ta không nên chủ động đi gánh mà phản gánh sẽ tốt hơn rất nhiều. Ôi trời, đây YouTube đây. Rồi, bắn hay lắm, bắn rất hay các bạn nhé. Đấy, Thôn lướt lên rất là hào hùng, nhưng mà thực sự rất tiếc là Thôn đã bị giảm sức mạnh rồi, nó không còn bá xanh mạnh như xưa nữa và bá tím mạnh như xưa nữa, mà bây giờ nó chỉ có một lần sát thương trung bình thôi. Đấy, rồi mình sẽ tập trung đi phá một chút các bạn. Ôi dồi ôi. Nó may mắn thật. Ôi dồi ôi. Lại ôi dồi ôi lần thứ hai các bạn. Ôi trời, cái bọn này thằng Tí Tấm có người yêu này, nó đã đánh hay thế anh em. Nó lao mau di chuyển vào khu rừng của mình mà không có một cái vị tướng nào can thiệp được mỗi ông Karisi ạ. Đinh đít que, Arum que, Arum thì đến không kịp rồi. Ok, tuyệt vời. Đánh giá rất cao về cái sự cố gắng đấy. Đấy, một vị tướng mít mà nó lao vào tận cái khu rừng này mà không chết thì mới lạ. Đấy, cuối cùng nó chết rồi. Rất tốt. Đấy, cho 10 điểm về tính đồng đội các bạn nhá. Rồi, thì mình sẽ tập trung đi farm gian đâu. Thì như mình đã nói đâu clip rồi, chỉ tập trung đi phản gánh các bạn nhé. Các bạn không nên chủ động đi gánh đâu. Bởi vì chủ động đi gánh thì phải có những vị tướng phù hợp cơ. Tulen không phải là một vị tướng chủ động đi gánh, mà nó phù hợp hơn là một vị tướng phản gánh. Đây, cái pha này thì mình sẽ dồn hết tất cả combo để ăn mục tiêu cho team. Như mình đã nói với tất cả các bạn rồi, con rồng đầu tiên nó khá là quan trọng. Thứ một, thứ hai nó khá là quan trọng. Cho nên cái việc các bạn sẽ về sụp cho mình một con rồng để giúp cho đồng đội của chúng ta có một tinh thần rằng à, thằng rừng này biết chơi. Đấy, thường thì một thường thì nói chung là ví dụ nhá, trong những cái tình huống đồng đội không ăn rồng nhưng mà bị mất rồng ấy, lại lỗi thằng rừng ra. Đấy, thằng rừng mày chế ngu về sao mày không biết ăn mục tiêu nhỏ gì cả, mày có coi mơ dương chén nô làm clip không. Đấy, các thứ lính em sẽ rất là tâm lý khi các bạn không có con rồng đâu. Mình đã nói rồi, con rồng nó không cái lượng vàng của nó thì nói chung là rất là bình thường thôi, nhưng đó là cái tâm lý rất là to lớn. Rồi, khi mình có nội tài này thì mình sẽ đi phản gánh các bạn nhé. Đấy, giống như là mình nói, khi các bạn chủ đích hay chủ động đánh nhau thì bắt buộc các bạn phải có cái nội tài ở trên người. Nếu các bạn có 5 hoa thì bắt buộc các bạn phải di chuyển thật nhanh để không bị mất cái 5 hoa đấy. Hoặc nếu các bạn có đẹp nhất của nó là có tầm 3 đến 4 cái nội tài này các bạn này. Đẹp nhất của nó là như này này, 4 cái nội tài trầm trầm trắng trắng này. Đấy, là đẹp nhất của vị tướng Tulen. Nhưng ổ chứ, ôi, máy quá anh em.
Nhưng mà thực sự để mà lấy được 4 cái nội tài đấy thì cũng rất là khó. Mình sẽ hiểu và thông cảm cho những bạn có những cái luận điểm rằng: anh ơi, nếu mà mình phá hết rừng, quái mít không có thì làm thế nào để có nội tài? À, thì vì trong những cái trường hợp mà không thể lấy được nội tài bất đắc gì đó ấy, thì Tu Len sẽ có một cách đánh rất easy thôi. Đó là nó đứng ở đường sau các bạn nhé. Nó sẽ trở thành một vị tướng gọi là đứng ở đường sau để xả chiếu một thôi. Trúng được thì trúng, không trúng được thì cứ không đánh. Bởi vì vốn gì Tu Len chỉ như vậy thôi. Còn chiếu 3, nó sẽ chơi thằng nào còn 30% máu, xẻ sổ chiếu 3 vào nó. Chỉ có một cách chơi duy nhất như vậy đối với Tu Lén thôi. Chứ các bạn không thể nào ốm một cái thằng Tu Lén màu giấy không có một đồ tải mà lướt chiếu 2, 3 hao tím địch. Thì một phát là cái màn hình các bạn nó đen ngòm. Rồi cái phá này lướt lên chiếu 2, lướt lên. Rồi có hàng con này. Đấy, rất easy. Đấy, các bạn cũng không thể nào. Cho dù các bạn ạ, cho dù các bạn có hỏi cái thằng top 1 Tu Lén đi, hoặc là gọi một cái người tuyển thủ chuyên nghiệp hỏi đi: anh ơi, bây giờ mà muốn combat 3-3-4-4 mà Tu Lén của em không còn nội tài thì em lao lên em sổ chữa 1 có được không hả anh? Thì người ta sẽ trả lời đã với em rằng: được, em có thể lao lên được, những cái màn hình của em sẽ đen ngay lập tức luôn, các bạn không chổ cái gì luôn, nó đen ngòm luôn. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng cho dù của Tu Lén có nội tài hay không có nội tài thì cái việc các bạn khi xả hết combo các bạn thì các bạn sẽ bị lui vì tiền sao. Ôi, cái pha này mình vào hơi xấu rồi đấy, giống như cái pha này mình vào hơi xấu. Sorry baby. Rồi, cái pha này mình chết anh em nhá, hơi xấu một chút. Tu Lén rất là dễ chết các bạn ạ, các bạn nhìn như vậy thôi, bởi vì máu nó rất là dễ. Cho nên rằng clip này mình sẽ nói về chiêu 3 về có hai cách dùng. Một là dùng đầu tiên như thế này nhá, đấy các bạn thấy chưa, đấy chiêu 3. Cách dùng đầu tiên là mình dùng luôn cái phá đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Mặc dù là không giết chết kết liễu bằng chiêu 3, nhưng mình án và mình biết chắc chắn rằng chiêu 1 và chiêu 2 của mình lướt lên sẽ đủ đá. Thì đấy là cách dùng đầu tiên. Có thể dùng một vị tướng dưới 50% máu mà các bạn có thể tiếp cận chiêu 2, chiêu 1 để giết vị tướng đấy thì nên dùng. Còn cách dùng tiếp theo, cái cách dùng đấy thì nó sẽ có một cái hạn chế, đó chính là các bạn không thể nào combat dài hơi được. Đặc biệt rằng nôm na rằng các bạn chỉ được dùng chưa 3 cái phá đấy, xong các bạn sẽ lui về luôn và không còn đánh nhau được tiếp nữa. Đó là cái cách dùng chưa 3 đầu tiên. Và cách này thì nó sẽ tùy vào những tình huống là gọi có solo 1-1 hoặc là combat mà không có dài hơi. Còn cách thứ hai thông dụng nhất, đó chính là các bạn sẽ dùng những combo hoặc chơ vị tướng nào 30% máu trừ xuống thì các bạn sẽ sổ vào vị tướng đấy để khí giết hoặc hỗ trợ kết liễu đối phương trong cái lúc kích hoạt đấy thì các bạn sẽ được hồi chiêu 3 và chiêu 3 đấy. Các bạn sẽ xẻ như này. Ôi giời, xẻ cái gì ở đám đâu nó mà to vậy? Trời, cái thằng Natalia nó sổ cho một cái không thể đám đâu, đã thêm được thốn rồi thì không còn cái gì để chơi anh em ạ. Đấy, cho nên là cách dùng giống cái phá vào đôi mình bản thân Natalia ấy, thì đó là cách được combat dài hơi rất mạnh. Combat càng lâu càng mạnh, hồi chiêu 3 là bắn. Đấy, kết hợp nội tải nên là thì đúng không thằng nào còn cái lượng đám địch nổi với thằng Tu Lén này đâu các bạn nhé. Rất mạnh. À, đấy rồi, có nội tải rồi, chiêu 3 là ra đi. Bạch, một mạng. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cách bắn, gọi là cách bắn dùng nhiều nhất của những người chơi Tu Lén. Đó là tầm dưới 30% máu thì chúng ta sẽ kích hoạt cái lượng chiêu 3 này. Chiêu 3 của Tu Lén ấy, các bạn thôi mình nói cho các bạn nào chưa biết nhá. Đó là nó bắn theo phần trăm máu đã mất của đối phương. Ví dụ đối phương 100% máu bắn như thế này thì cái lượng đam coi như là gãy ngửa nó. Nhưng nếu đối phương mất ở dưới 50% máu ấy thì ngoài cái lượng sát thương nó cố định đấy, nó được cộng thêm phần trăm máu đã mất của đối phương chuyển thành sát thương giỏi. Ôi, nó mạnh. Thì tương tự ra một vị tướng dưới 30% máu pam vắt la chết. Pam vắt la chết. Đấy, không kể tánh cơ, không thể kể màu giấy, cứ dưới 30% máu pam la chết. Pam la chết các bạn nhá. Đấy. Rồi, có cách chơi một cái điểm lưu ý quan trọng nhất tiếp theo được đó nữa là khi các bạn sử dụng những cái combo hoặc kết liễu đối phương thôi, các bạn đang chơi vô thức thôi thì mình hy vọng các bạn hãy lùi lại một chút. Các bạn thường có một cái thói quen, các bạn giết được một vị tướng xong các bạn sẽ rất là có hăng máu ấy, các bạn lao lên nhưng không ngờ vào tầm ngắm của thằng xạ thủ chẳng hạn, hoặc tầm ngắm của các vị tướng của team địch thì các bạn sẽ bốc hơi ngược trở lại. Cho nên hãy nhớ rằng khi các bạn sử dụng xong một combo thì các bạn sẽ lùi lại, bởi vì vốn gì đang các bạn đứng đó, chẳng lẽ các bạn lại đánh cháy nó, các bạn lại cầm đánh cháy nó nữa, hoặc các bạn đứng lại gần nó đi được gì nào, nhìn nó cho gần hơn à. Đấy,
Cho nên các bạn hãy nhớ rằng, nhớ câu này cho mình. Khi dùng xong một combo, các bạn hãy lùi lại cho mình một nhịp. Các bạn đừng sợ nó chạy. Các bạn đừng sợ là anh ơi em lùi em sợ nó chạy mất, không bắt được không. Đừng, đừng các bạn ạ. Bởi vì tâm lý đã combat, đã tham gia combat rồi, thì những người có cái đầu lành, người ta phải lùi lại một bước để tiến hai bước thôi. Chứ trừ khi người đó máu thấp thì người ta phải chạy về nhà thôi. Chứ ví dụ đang, ví dụ đối phương mà nó còn hắng máu ấy, thì các bạn lùi một bước đi, nó không bao giờ chạy, bỏ chạy các bạn đâu. Mà nó còn hắng máu lên đánh các bạn đấy, thì chờ các bạn có chịu thức. Thì đó là cái điểm yếu của team địch. Khi team yếu, khi team địch đang có một cái gọi là chủ quan lao lên đánh các bạn mà thấy các bạn lui ấy, thì người ta không đề phòng. Đấy, khi các bạn có chữa các bạn quay lại sốc ngược sát thương và đối phương không kịp trở tay. Đấy là cái cách rất hay, đấy là gọi là cái tâm lý. Gọi là cái tâm lý để chơi game chứ không có một cái kỹ năng gì. Cho nên là các bạn bắt cái tâm lý đó rất là hay, sử dụng trong một combo các bạn lui lại cho mình một bước. Đấy. Xong các bạn có chiếu thức các bạn sẽ quay lại lên. Chẳng hạn từ từ phá này nào, bạch chiếu ba này, chiếu ba thì đấy, cầu đìa thôi, 1770 màu đấy. Rồi, đấy, cầu đìa xong lui hết chiếu thức thì các bạn làm gì? Đấy, mình không bao giờ lao lên nhá, mình sẽ lui ngay lập tức luôn. Chờ chiếu ba hồi, ôi giời, thằng Violet nó bắn mình đau thế. Đấy, chờ chiếu ba hồi, chuẩn bị chiếu ba hồi thì xe kiếm nội tài và lao lên. Đấy là cách chơi tu lép của tất cả các gọi là cho dù chuyên nghiệp hay là cho dù kiểu là không chuyên nghiệp bán chuyến hay là cho tất cả các những người pet Tulen, người ta đều áp dụng như vậy cả. Không ai cầm bị tưởng Tulen mà trơ trơ rồi trỏ nên lao lên hoặc đứng gần đâu các bạn ạ. Lao lên gần thì nhìn thì đối phương rõ hơn. Không, các bạn hãy bỏ cái quan điểm này nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ thực sự những cái mèo này mình chia sẻ với các bạn nó rất là bổ ích cho các bạn cầm Tulen. Rất là bổ ích. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình nhé, để chơi thu lén thật tốt hơn. Và bây giờ sẽ là một pha combat cuối cùng của game. Thì các bạn hãy xem Cương Lao sẽ làm gì trong pha combat này. Đấy, có nội tài mình chỉ cần tính một phát nhẹ thôi. Rồi, kích hoạt chưa bạn? Chết trội, gần đi anh em ạ. Rồi, tiếp tục các bạn thấy chưa? Hết chiếu thì làm gì ạ? Thấy chưa? Mình luôn luôn đứng sau cuối cùng. Đấy, team mình thì thằng Lindit Arum lao lên. Đấy, kề nó có vấn gì ba giờ hát rồi, có chưa ba bắt đầu mình chuẩn bị lao lên này. Ồ rồi để lao lên chưa hai chưa ba luôn đấy thẳng rồi xong, có như xong lao lên tiếp lại tiếp đấy các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, cái tâm lý khi mình lùi một bước thì cái thằng team địch thì nó lại một rệt các bạn à, nhưng khi các bạn quay lại có chiếu thì nó lại sẽ như nào, nó sẽ không kịp rửa tay. Đấy là cái mèo tâm lý rất hay của cuộc Cương Lao nhá. Đấy, giúp anh em chơi tu lén thật tốt. Và clip này để kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả bạn ở clip sau. Tất cả bạn hãy mài yêu, bye bye.